Thì có dịp đi đâu tham quan các nhà kho, các trụ sở của các hãng thì Đồ Nghề Tự Chọn sẽ cố gắng quay những video nè để cho các anh chị thấy là hãng của mình nó còn nhiều sản phẩm lắm. Tại vì trong Đồ Nghề Tự Chọn không thể nào mà nhập hết được, nên là đi như thế này thấy sản phẩm nào hay sẽ review, sẽ giới thiệu cho các anh chị luôn. Đồ Nghề Tự Chọn xin chào tất cả các anh chị. Hiện tại giờ mình đang có mặt tại thành phố thủ đô Hà Nội. Thì theo lời mời của hãng Yamasu đang cùng gia đình ra thành phố Hà Nội để mà có một cái cuộc gặp gỡ giao lưu cùng với hãng điện máy Yamasu. Thì như các anh chị đã biết, Đồ Nghề Tự Chọn đang kinh doanh của hãng Yamasu này cũng khá nhiều, và một năm trở lại đây thì bán cũng khá là nhiều tại khu vực miền Nam của mình, đặc biệt là khu vực miền Tây thì được Đồ Nghề Tự Chọn giới thiệu. Nên là hôm nay trong một cái chuyến đi công tác thì hãng cũng mời ghé đến cái trụ sở của Yamasu, và hôm nay cũng làm video này để mà chia sẻ cho các anh chị ha. Hôm nay đến trụ sở của Yamasu ngoài miền Bắc, ngoài thủ đô Hà Nội tại quận Long Biên thì sẽ có những sản phẩm nào, mời các anh chị follow và mời các anh chị đi theo Đồ Nghề Tự Chọn nha. Rồi xin giới thiệu cho các anh chị thì hãng Yamasu có trụ sở tại ngõ 52 đường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, và tiền thân của công ty Yamasu là công ty Đại An ha. Hiện tại bây giờ đã gần 30 năm phát triển rồi, hình thành tại miền Bắc rồi. Và hãng thương hiệu Yamasu này được họ làm được khoảng cách đây hơn 10 năm, và bây giờ đang nằm ở trong kho ha. Đây là một cái khu vực kho rất là lớn để quay cho các anh chị xem ha. Đây là khu vực kho của rất là nhiều cái công ty khác nhau, và Yamasu đó, xe họ đằng đó ha. Thì họ sẽ có nguyên một cái nhà kho như thế này và cả văn phòng làm việc ở đây. Còn hiện tại giờ hệ thống phân phối đang có là Bắc, miền Trung và miền Nam. Thì ở đây là trung tâm phân phối ngoài miền Bắc, miền Trung thì đặt tại thành phố Đà Nẵng, và miền Nam thì đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì tất cả những con hàng đều được luân chuyển về trong miền Bắc, miền Trung và miền Nam để phân phối cả toàn quốc ha. Và Đồ Nghề Tự Chọn cũng rất là thích cái hãng Yamasu này, tại vì chất lượng sản phẩm thì nó cũng ok, và đặc biệt là cái giá thành của nó rất là hợp lý đối với cái vùng miền Tây của mình. Và ngoài ra thì các sản phẩm này đều là chỉ sử dụng chân pin phổ thông hết ha. Đây là các dòng máy của hãng Yamasu. Đây là xe bán tải của họ ngoài này đó. Họ sẽ có những cái dòng máy pin, dòng máy điện cũng khá là nhiều luôn. Và hôm nay sẽ đi review toàn bộ những nhà máy này để coi những cái dòng sản phẩm mới mà tại Hồ Chí Minh hoặc là tại Đồ Nghề Tự Chọn cũng chưa nhập về luôn, cho các chị xem ha. Anh chị thích những sản phẩm nào thì có thể là liên hệ với Đồ Nghề Tự Chọn để mà nhập về nha. Hiện tại giờ đang có mặt tại công ty Yamasu ha. Và chắc ở đây là một những cái công ty mà hiếm hoi mà làm marketing cũng khá nhiều nha. Các anh chị thấy ha, nào quay khu vực này nè, là đây là khu vực livestream của nhân sự. Thì đây có nhiều cái dòng máy của hãng Yamasu ha, setup khu vực live như thế này. Nghĩa là bây giờ là các hãng live stream như thế này để mình giới thiệu cho người tiêu dùng biết, và sau đó các anh chị biết rồi á thì mình sẽ qua bên những cái đại lý ở khu vực nào sẽ có những đại lý đó, thì mấy cái đại lý đều được cập nhật trên hãng hết luôn ha. Hầu như là bên Đồ Nghề Tự Chọn đi cũng khá nhiều rồi, nhưng mà rất ít cái đơn vị nào mà có phòng livestream như thế này, nên là chia sẻ cho các anh chị xem ha. Hiện nay mình làm nhà phân phối chắc cũng nên là làm những cái phòng livestream như thế này nha. Không phải livestream để bán hàng mà livestream để tiếp cận khách hàng về sản phẩm dịch vụ của mình, rồi sau đó khách hàng mới biết đến, và sau đó chúng ta chỉ khách hàng ra đại lý để mua hàng ha. Rồi bây giờ đi tiếp nha, vô kho hàng. Giờ đang có mặt ở kho, đây là chị Quỳnh là giám đốc của công ty Yamasu ha, Việt Nam ha. Mọi người thấy Yamasu mà nhân vật bí ẩn ngoài sau này. Tắc quá ha. Thì hãng Yamasu á, hiện tại giờ đang phân phối là cái dòng máy anh cho này nè. Thì Đồ Nghề Tự Chọn chắc sắp tới chúng ta sẽ làm, thì bây giờ sẽ ra thêm một số cái dòng gọi là chân pin phổ thông á, nhà máy anh cho ra luôn. Thì trước đó có mảng mà của cái máy này mà nó màu xám màu đen á của dòng Yamasu á, thì nó rất là ok hơn, mà nó tốt hơn cái loại dòng máy xanh. Ở đây cũng có nhiều thương hiệu ta. Bây giờ đang là chủ lực là Yamasu và anh cho ha. Mấy dòng laser BM này nếu chắc xong hết trơn là sẽ chuyển về của Yamasu hết. Cái dòng mấy cái máy mà của Yamasu mà máy laser á bán nhiều ghê luôn á. Thấy bây giờ trên TikTok mấy bạn bán cũng nhiều. Trước đây là xuất phát là từ dòng laser đúng không? Xong rồi mới qua những cái dụng cụ cầm tay. Lai Sai. Lai Sai là một cái thương hiệu laser đứng chắc top của Trung Quốc luôn, và đã lâu đời lắm luôn rồi. Phân khúc giá cái này hầu như trong ngành thì mọi người nghe Boss Makita, nhưng mà về cái mảng laser thì Lai Sai chắc là cũng là top của ngành luôn nha. Và Yamasu đang là phân phối trực tiếp. Kho này rất là nhiều luôn. Cái kho này hình như là lớn Hồ Chí Minh nhiều. Bên này còn hai kho nữa. Hai kho, ở đây cái đây là kho nhỏ, còn kho bên kia kho to đó. Đây là những cái dụng cụ đóng về hãng Anh cho. Đó. Thì có dịp đi đâu tham quan các nhà kho, các trụ sở của các hãng thì Đồ Nghề Tự Chọn sẽ cố gắng quay những video nè để cho các anh chị thấy là hãng của mình nó còn nhiều sản phẩm lắm. Tại vì trong Đồ Nghề Tự Chọn không thể nào mà nhập hết được, nên là đi như thế này thấy sản phẩm nào hay sẽ review, sẽ giới thiệu cho các anh chị luôn. Và đặc biệt là các anh chị nào mà có muốn lấy đại lý, giá đại lý thì anh chị có thể liên hệ qua Đồ Nghề Tự Chọn thôi. Một là nếu mà các anh chị gần khu vực của hãng thì mình sẽ bàn giao về khu vực của hãng chăm sóc các anh chị. Còn nếu mà các anh chị ở khu vực miền Tây á, mà muốn mua hàng những cái dụng cụ mà có Yamasu rồi nè, thì Đồ Nghề Tự Chọn đang là nhà phân phối thì các anh chị sẽ được chính sách giá tốt hơn ha. Thì hôm nay đang có mặt tại Hà Nội, lần đi ra để chơi thì sẵn là tham quan luôn, rất là nhiều. Và tất cả những sản phẩm này đều được bảo hành cho mình là 6 tháng chính hãng hết ha. Ở đây thì công ty này xuất thân là bây giờ năm nay là cũng đã gần 30 năm rồi. Đây là phòng bảo hành. Phòng bảo hành. Hay, mấy cây quạt này kỳ rồi lấy 100 cây bán hết trơn rồi nè. Ngoài này cũng hết rồi. Hết hàng luôn rồi, năm ngoái là mọi người bán quạt này rất là nhiều luôn. À, đây là thêm một cái khu vực kho của hãng Yamasu. Những cái máy đục như thế này, cái máy này mới có hàng lại nè. Cái máy này bữa trước Hồ Chí Minh có hết rồi, mới đem về là mới chuyển về cho bên Đồ Nghề Tự Chọn. Cũng kho này thì kho đồ nặng hơn, đồ nặng bằng kho bên kia. Đây, máy đục ha. Máy đục của Yamasu. Nó có 3 phiên bản, một phiên bản là 1450W nè, một phiên bản 2000, một phiên bản là 2500. Các máy đục ha, đục 17 ly, đục chui gài cũng khá là nhiều luôn. Và đây là cái khu vực dòng máy điện thì có một số cái thương hiệu là Bimmin nè. Nhưng mà bây giờ là họ nay tập trung nhiều về Yamasu nhiều hơn. Đây là những cái dòng phân hiệu vẫn có phân phối ha, nhưng mà bây giờ sẽ tập trung về những cái thương hiệu của Yamasu. Đây, đây là những cái mũi đục à. Trọng lượng nè, 1800W nè. Đây là công suất, trọng lượng của máy này là 6 kg. Đây là một cái máy đục của Yamasu. Thường thường Yamasu sẽ kèm theo cho mình những cái mũi đục luôn, mũi đục dẹp và mũi đục ngang, đục nhọn. 1800W là ở trên kia kìa, kho ha. Đó. Thì dòng Yamasu này dòng đục cũng rất là ngon nha. Bữa rồi Đồ Nghề Tự Chọn về mấy máy cũng bán được nhiều. Rồi đây là dòng máy rửa xe của Yamasu, dây đồng 100%, bảo hành 6 tháng kiểu của Yamasu. Máy rửa xe Yamasu thì bán được mấy lô nhưng mà chưa có nhập về nhiều, vẫn còn bán của Đất Tông nhiều cái hãng này, cái kiểu nè, cái kiểu của Yamasu nè. Đó. Nhưng mà xài nó cũng như nhau nha, máy cũng rất là ngon. Và bây giờ là sắp tới họ sẽ nâng cấp thêm những cái dòng gọi là có công tắc chống giật nữa. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất. Đây là những cái dòng máy nén khí của Yamasu, có máy dầu và máy không dầu. Các anh chị thấy là hôm gài là Đồ Nghề Tự Chọn lên đó, những cái dòng máy của Yamasu khá nhiều về cái máy nén khí, nên là chạy rất là êm nha, rất là ngon nha, nạp khí cũng rất là nhanh luôn. Nạp khí cũng rất là nhanh. Còn đây là cái máy này là máy cắt rãnh tường, nó sẽ kèm theo lưỡi cho mình. Nó có 2 phiên bản, 1 lưỡi và 2 lưỡi. Cái này bản này là 2 lưỡi nè, bản này là 2 lưỡi nè. Cái số 1 là 1 lưỡi ha. Nó có kèm cho mình một cái máy bơm nữa. Cái máy này bán cũng kha là nhiều luôn. Còn ở trong này thì mình không thể nào khui máy ra cho các anh chị xem được nha, tại vì đây là kho của hãng và đang đóng thành từng thùng như thế này. Và hàng này là hàng chính hãng hết, nên là nữa mà một hồi nữa anh chị coi sẽ làm những clip review sau ha. Ở đây là những cái máy nén khí có dầu 30 lít, 2,5 ngựa, 2,5 HP ha. 2000W. Rồi đây cái dòng máy cái sắt nè. Đây có một mấy cái máy đục nữa nè các chị. Đó, máy đục nhiều. Yamasu đang mạnh về máy đục điện, máy dòng máy pin, máy rửa xe và thêm một số cái máy mà gọi giá rẻ, máy cắt sắt này. Cái con này mới về của Đồ Nghề Tự Chọn nè. Cái con này đục 17 ly 2200W ha. Con này 1.950.000 á, đựng trong vali này. Tặng thêm cho mình một cái mấy cái mũi nữa à. Vậy thấy không? Máy này có clip review rồi. Và ra đây hàng hãng thì nó nhiều lắm, nên là đây là thuộc dạng là kho. Và kho này thường xuyên về, thường xuyên luôn. Tháng về máy công thì Yamasu về đây. Đây là máy cắt sắt của Yamasu. Cái máy này thì bữa trước giờ chưa có về. Máy cắt sắt này chưa về. Máy này có công suất là 2800W, tốc độ 3900 vòng. Rồi. Khá nhiều ha, có nhiều mã mới đi ra đây mới thấy, nên là sắp tới về sẽ nhập thêm về cho các anh chị luôn. Rồi bên này là vẫn là máy cắt sắt 2400. Thì 2400 này thì giá nó rẻ hơn. Cái máy này đâu đó chắc khoảng 1 triệu mấy á, 1 triệu mấy một cái thôi, khoảng dưới 1 triệu rưỡi ha, dưới 1 triệu rưỡi. Rồi bên đây là máy khoan 3 chức năng nè, chất cao lên thế này ha. Nên là các anh chị thấy ha, mỗi hãng đều có rất là nhiều sản phẩm luôn, nhưng mà tại cửa hàng á, thì không thể nào mà làm nhiều sản phẩm được, tại vì nó rất là nhiều các anh chị, mỗi hãng mình nhập một chút thôi. Nên là có những cái điều kiện mà mình đi như thế này nè, để mà mình xem là hãng có những cái sản phẩm nào và mình hỏi thăm luôn là thị trường nào bán sản phẩm nào chạy á, thì mình mới nhập về thêm để giới thiệu cho các anh chị luôn. Đây là những cái dòng máy chuyên bích sử dụng chân pin phổ thông của Yamasu, lực là 330 Newton, máy này thì nhiều ha. Rồi nên là các anh chị cứ xem clip này, anh chị sẽ thấy ơi những cái sản phẩm là rất là lạ, đối với không phải là lạ mà bên Đồ Nghề Tự Chọn chưa có thôi, thị trường có nhiều. Đây những cái máy khoan 3 chức năng, sắp tới sẽ làm những cái máy dòng máy điện rất là nhiều nha. Rồi đây là nguyên cái chồng này là máy rung lắc gạch nè các anh chị, đó, máy rung lắc gạch nè, một bộ thế này 2 pin một sạc, nhớ là như là có 1 triệu mốt thôi, một bộ một máy 2 pin một sạc chỉ có 1 triệu mốt thôi, giá rất là tốt luôn. Yamasu bây giờ thì giá khá ổn ha, khá ổn, khá phù hợp cho người miền Tây, đặc biệt là trong cái tình hình kinh tế bây giờ nè, nó cũng hơi là chậm á. Các anh chị mua những cái dòng này mau lấy lại tiền, mình đầu tư mình làm nó sạch đẹp ngon, máy ngon để mà mình làm, ít trục trặc, ít bảo hành để mà chúng ta mua chúng ta sử dụng. Rồi bây giờ đi qua khu vực này xem, nên là bây giờ mình đi vòng đây xem có cái gì lạ không. Đây là máy nén khí không dầu 30 lít 2HP, cái máy này đang có mặt tại Đồ Nghề Tự Chọn nha. Cái máy này nhớ không lầm thì khoảng 2 triệu tư 70 cái gì đấy, hoặc là 2 triệu 7 gì đấy, quên mất rồi ha. Các anh chị nào cần thì có thể liên hệ số Zalo ở trên ha, để các bạn báo giá cho các anh chị nha. Đây là dòng đục 30 ly của hãng Yamasu, có 2 phiên bản, một phiên bản là 65W, một phiên bản là 90W, và phiên bản 90W á, là sẽ tặng kèm. Đây là phiên bản 90W nè, là 95A nè, 95A nè các anh chị ha, 95A là phiên bản này sẽ tặng kèm cho mình 2 cái mũi nó màu hồng như thế này, có video đó là mũi tự mài nha, để mà chúng ta có thể là làm. Công suất của nó là 2500W để cho mình đục ra mũi, là mũi tự mài. Còn bên đây là phiên bản 65A là tặng cho mình đến 2 mũi luôn, nhưng mà nó không phải là nó không có tự mài nha. Giá chỉ có rất là rẻ luôn, chỉ có 1,9 triệu hay gì thôi, cái phiên bản 65 này. Còn cái máy mà phiên bản 30 ly này mà mũi tự mài và công suất lớn hơn thì giá khoảng 2,4 triệu hay gì đấy ha. Đây là báo giá tạm này các anh chị, có thể là nhắn tin qua để cho Đồ Nghề Tự Chọn tư vấn các anh chị báo giá chính xác nha, tại mình đang ở kho. Rồi đây là những cái dòng máy laser của Yamasu. Laser Yamasu bán rất là chạy luôn, và đặc biệt là các anh chị có tặng kèm cái chân, có tặng kèm chân ha. Giá chỉ từ là 750.000 thôi mà chị đã được cái chân trị giá khoảng 150.000 rồi. Thêm vào đó những cái thương hiệu là thêm vào đó là những cái mức giá là từ 750.000 đến là 2 triệu mấy vẫn có ha. 750, 1 triệu, 1 triệu 1, 1 triệu 3, 1 triệu 5, 1 triệu 7 và 2 triệu mấy vẫn có, thì khá là nhiều dòng. Rồi tiếp tục, máy gửi xe nhiều quá, sắp tới chắc để coi nghiên cứu làm thêm máy gửi xe của Yamasu về. Đây là cái dòng máy, máy này là cũng là mới ra, máy khoan 3 chức năng, khoan đục 3 chức năng ha, khoan đục 3 chức năng. Mà cái này là thân máy thôi, cái này không biết là cái này như là đóng pin luôn rồi. Một máy 2 pin một sạc nha, một máy 2 pin một sạc, khoan 3 chức năng, có 2 phiên bản, một phiên bản hình như nó gần ná nhau mà cái lực nó sẽ khác nhau tí xíu thôi, khác nhau ở tốc độ vòng quay. Thì những anh chị nào mà mua mà đục ít á, thì mua cái máy này chủ yếu mình khoan để mình đục lỗi, còn thỉnh thoảng mình đục thì mình mua. Còn nếu mà mình chuyên đục luôn á thì mình sẽ mua những cái máy mà pin mà nó đục luôn á. Máy gửi xe Yamasu nhiều lắm, nhiều thương hiệu ha. Rồi qua rồi kho quá nhiều. Mấy cái máy này là chuyển vào trong Nam chắc cũng hết đầy đủ hết á. Dạ, kho này kho chính, hàng trước mắt, nếu mà hàng tập kết thì chính ở đây, còn đâu vào miền Nam thì là bên trong miền Nam đặt hàng thì sẽ đi thẳng ở đấy. Rồi ok, đây là anh Sơn, xin chào tất cả các bạn. Anh Sơn thì là giám đốc kinh doanh của khu vực miền Bắc nha, anh hay vào anh em có dịp gặp nhau, ở miền Nam là anh khác. Rồi cảm ơn các anh chị đã xem video này và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo ha. Hồi nãy giờ đi cũng khá nhiều cái sản phẩm của Yamasu, các sản phẩm nào mà Đồ Nghề Tự Chọn chưa có thì sẽ cố gắng cập nhật thêm để mà đem về cho các anh chị. Còn các anh chị thấy trên internet, trên mạng, trên những video, những cái đại lý khác review, thấy sản phẩm của Yamasu nào hay thì cứ nhắn qua cho Đồ Nghề Tự Chọn nha. Đồ Nghề Tự Chọn tiến hành nhập về và phục vụ các anh chị luôn. Các sản phẩm này các anh chị yên tâm, đây là những sản phẩm chính hãng và được bảo hành cho mình toàn quốc nha, toàn quốc thì rất là thuận tiện. Thứ hai nó là các anh chị cứ yên tâm về cái chất lượng của nó, và đây là những sản phẩm đều có hóa đơn chứng từ đầy đủ. Rồi các anh chị nào muốn làm đại lý thì có thể là liên hệ qua cho Đồ Nghề Tự Chọn, hoặc là anh chị là người tiêu dùng có thể là nhắn số ở trên, hỗ trợ trả góp và giao hàng tận nơi đến cho các anh chị. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất.